Mình chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã ở với lại kênh YouTube Bất Mai Trà Vinh. Hiện tại thì Bất Mai Trà Vinh đang có mặt tại chùa giữa hay gọi là chùa Trùng Rạp Sát, tọa lạc tại ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay Bất Mai Trà Vinh có mặt tại đây để mà quay và chia sẻ hình ảnh khuôn viên tại ngôi chùa giữa cho quý chú anh chị và tất cả các bạn xem, cũng như là xem tiến độ xây dựng công trình ngôi chính điện tại ngôi chùa như thế nào rồi nha. Phía trước màn hình của quý chú anh chị và tất cả các bạn thì đây chính là ngôi chính điện đang được xây dựng đó quý chú anh chị, và cũng đã sắp hoàn thành, và chỉ còn đâu khoảng tầm 5-6 tháng nữa thì sẽ là tới ngày lễ Kujishima quý chú anh chị, tức là buổi lễ sẽ được diễn ra vào tháng 1 năm 2025 vào đầu năm sau quý chú anh chị. Đó, thì hôm nay thì Bất Mai Trà Vinh có mặt ở đây chuẩn bị quay chia sẻ hình ảnh ngôi chính điện cho quý chú anh chị và tất cả các bạn xem. Thì theo mình thấy thì ngôi chính điện cơ bản cũng khá là hoàn thành này, chỉ còn một những vài chi tiết nhỏ sơn phết tô vẽ, những chi tiết nhỏ nhỏ bên ngoài nữa thôi quý chú anh chị. Đây chính là lối vào ngôi chính điện ha. Thì lối vào thì có tượng hoa văn rất là đẹp quý chú anh chị. Đây chính là ngôi chính điện tại ngôi chùa giữa quý chú anh chị. Mình xin nhắc lại đó, thì ngôi chùa giữa là tọa lạc tại là ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thì ngôi chùa sẽ làm lễ ký xi măng của chính điện vào tháng 1 năm 2025. Một điều đặc biệt tại ngôi chùa này với chú anh chị thì đó chính là ngôi chính điện được xây dựng trên một nền rất là cao luôn với chú anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ bước lên trên ngôi chính điện để mình quay cho chú anh chị và tất cả các bạn xem nha. Điều đặc biệt nữa tại ngôi chính điện tại ngôi chùa giữa của chú anh chị thì là xung quanh ngôi chính điện thì hàng rào được xây dựng bằng những bức tượng chằn ha, những bức tượng chằn đang kéo co rất là độc đáo thôi chú anh chị. Đây là góc nhìn khi mình đang đứng bên trên ngôi chính điện của chú anh chị. Đây có một vui sala rất là lớn luôn chú anh chị. Đây thì có những bức tranh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những bức tranh này là đều được đắp nổi hoàn toàn chú anh chị. Ở đây thì có những bức tượng voi chú hổ rất là đẹp luôn chú anh chị.
đây thì có bức tượng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi video của mình chỉ vỏn vẹn vậy thôi. Cảm ơn quý chú anh chị và tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu quý chú anh chị và tất cả các bạn đã thấy hay thì đừng quên cho một like, một share cũng như là một nút đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Để có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ thường xuyên lại đây quay cũng như là cập nhật tiến độ xây dựng ngôi chính điện tại chùa Dừa cho quý chú anh chị và tất cả các bạn xem. Rồi bây giờ mình xin tạm kết thúc video tại nhanh nha. Cảm ơn quý chú anh chị và tất cả các bạn đã xem video của mình, và hẹn gặp lại quý chú anh chị và tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.